Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tham gia kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Bước vào ngày làm việc thứ ba, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và thảo luận ở tổ về 4 dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Thảo luận báo cáo tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Theo đó, dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi quy định một số nội dung chủ yếu về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và bảo hiểm vi mô. Ngoài ra, dự thảo luật còn quy định về đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, chính sách tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Về đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho từng tỉnh, cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế thu đầy đủ phí tham quan di tích trên địa bàn vào ngân sách nhà nước. Với tỉnh Nghệ An, trong 9 cơ chế chính sách đặc thù, có việc cho phép tỉnh được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài. Đối với thành phố Hải Phòng, trong 7 chính sách đặc thù, có việc đồng ý cho tổ chức nghiên cứu và triển khai xây dựng khu thương mại tự do phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại các huyện phía Tây của tỉnh. Sáng nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu, bàn các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. Theo dự toán tỉnh giao năm 2021, huyện Trạm Tấu thu ngân sách trên 81 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 71 tỷ đồng, thu sử dụng đất là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn giao tăng thu 7 tỷ đồng từ nguồn thu cân đối và thu tiền sử dụng đất. Đến nay, huyện đã thu trên 70 tỷ đồng, gần bằng 87% dự toán, bằng hơn 161% so với cùng kỳ. Mặc dù thu ngân sách đã đạt được những kết quả khả quan, song vẫn còn nhiều khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cơ bản có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thủy điện, thu tiền giao đất phụ thuộc vào bán đấu giá quỹ đất ở dân cư. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm 2021 là trên 88 tỷ đồng, trong đó có thu cân đối trên 75 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 13 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các phòng ban chuyên môn đã đề xuất những giải pháp tháo gỡ để hoàn thành số thu còn lại, nhất là 7 tỷ đồng tỉnh giao thu tăng thêm. Trong đó tháo gỡ về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách. Có biện pháp, giải pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách ưu đãi và tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đôn đốc khách hàng trúng đấu giá đất, nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định. Bám sát việc giải ngân vốn đầu tư của các công trình trên địa bàn để đôn đốc các doanh nghiệp thi công kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả thu ngân sách của Trạm Tấu từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, với địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, từ nay đến cuối năm, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát xây dựng chi tiết từ nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu vẫn còn dư địa để bù vào nguồn thu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thêm. Tập trung thu nợ, chống thất thu, đảm bảo sự công bằng, phân kỳ thu trong từng tháng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị. Đối với nguồn thu từ đất cũng cần chủ động lập phương án thu, thời hạn thu. Về những khó khăn vướng mắc của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện và các sở ngành chức năng cùng phối hợp tháo gỡ, nhất là những vấn đề phát sinh, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến hết năm 2021. Ngày 21 tháng 10, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc tại Phòng Giáo dục huyện Mù Căng Chải. Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Căng Chải đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến dân tộc cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Việc thực hiện chính sách theo các nghị định của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Qua đó, các chính sách, chương trình, dự án được đưa vào thực hiện đã khuyến khích động viên học sinh ra lớp,
tỷ lệ học sinh chuyên cần được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo trong các đơn vị trường. Chất lượng giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh lưu ban bỏ học giảm. Công tác giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề phổ thông được chú trọng. Hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút học sinh đến trường học tập, góp phần phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng kế hoạch. Tại buổi làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Trải đã đề nghị với đoàn công tác về việc rà soát các chính sách dân tộc cho học sinh ở các xã vùng 1 đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục tuyển dụng giáo viên, nhân viên quản sinh, nhân viên y tế, kế toán và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đạt chuẩn theo lộ trình. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Trải cần rà soát kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, chủ động tiếp nhận và triển khai các chính sách một cách sâu rộng, để cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục được tiếp cận với các chính sách, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương. Sáng ngày 22 tháng 10, Văn phòng tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cho 106 cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, Khối Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tỉnh, các huyện thị thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 8 chuyên đề về chức năng nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy địa phương, xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, phục vụ hội nghị cấp ủy, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, quản lý sử dụng chữ ký số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, biên soạn văn bản của Đảng, thông tin phục vụ cấp ủy và xây dựng thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy. Công tác văn phòng có vị trí và vai trò rất quan trọng trong công tác tham mưu giúp việc cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan đơn vị địa phương. Do đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy nhằm nâng cao kiến thức tổng hợp, phương thức làm việc khoa học, linh hoạt và đúng nguyên tắc cho các cán bộ ở các cơ quan tham mưu giúp việc, trong đó đặc biệt là những kỹ năng về xây dựng văn bản của Đảng. Qua đó giúp cấp ủy chính quyền vận dụng vào thực tế địa phương, đơn vị mình để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Xác định ngô là cây trồng chủ lực trong vụ đông năm nay, nên huyện Văn Yên đã tích cực vận động nhân dân bám sát khung lịch thời vụ để trồng cây vụ đông. Đến nay, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc sản xuất vụ đông với 1.008 ha ngô đông trên đất hai vụ lúa, trên 600 ha ngô đông trồng trên đất soi bãi, đạt gần 92% kế hoạch. Diện tích ngô đông tập trung chủ yếu ở các xã vùng thấp như An Thịnh, Đại Phác, Yên Phú, Yên Hợp, Xuân Ái, Đông Cuông. Với các giống ngô lai DK6919, NK4300, NK66, SB099, Biosit 9698 và giống ngô nếp MX4, MX6 và MX10. Hiện tại cây ngô đông đang thời kỳ sinh trưởng từ 5 đến 7 lá, chưa xuất hiện các loại sâu bệnh hại. Huyện Văn Yên đang chỉ đạo người dân ứng dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cây trồng. Vừa qua, ba xã Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh của huyện Lục Yên đồng loạt tổ chức ngày cùng dân thực hiện giải phóng hành lang, mở rộng tuyến đường liên xã với tổng chiều dài gần 18 km. Để triển khai thi công tuyến đường này, 100% hộ dân sống dọc tuyến đường đã đồng thuận hiến hơn 100.000 m2 đất nhằm sớm có mặt bằng thi công dự án. Gia đình chị Vi Thị Dung ở xã Phan Thanh, mặc dù đã xây trụ cổng hàng rào bê tông kiên cố với giá trị hàng chục triệu đồng, nhưng với suy nghĩ vì lợi ích chung và phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, gia đình chị Dung đã đồng lòng tự nguyện phá bỏ cổng tường rào hiến đất để tuyến đường được mở rộng theo thiết kế. Chúng tôi là những cán bộ đảng viên, thì chúng tôi phát huy cái tinh thần tiên phong gương mẫu, là bản thân gia đình tôi đã chủ động là giải phóng mặt bằng, ví dụ như là cũng đã chuyển cái số lượng cây mà chúng tôi mới trồng được 1-2 năm, thậm chí là đã 3-4 năm rồi, thì chúng tôi rất là vui vẻ và chuyển cây. Rồi ngay cả phía những cái công trình kiến trúc vật thể ấy, chúng tôi cũng chủ động là tháo dỡ tường rào, đập tường rào và cắt mái tôn để thuận lợi cho cái việc giải phóng mặt bằng. Tuyến đường liên xã Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh có tổng chiều dài trên 18 km, trong đó qua xã Tân Lĩnh 4,2 km, Tân Lập 11 km và Phan Thanh 3,1 km. Có 540 hộ dân sống dọc hai bên đường cần giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường, trong đó xã Tân Lập có 320 hộ dân, xã Phan Thanh 133 hộ dân và xã Tân Lĩnh 87 hộ dân. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của tuyến đường trong việc đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống không chỉ của người dân ba xã,
Tân Lĩnh, Tân Lập và Phan Thanh, mà tuyến đường này còn kết nối với bến Thủy Văn, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy du lịch của huyện Lục Yên phát triển. Đồng thời còn liên kết đồng bộ hệ thống giao thông với các tuyến đường khác trong tương lai, như tuyến đường từ xã An Phú, huyện Lục Yên, đi xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, với IC14 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Các xã phía đông với các xã phía nam và tây nam của huyện phá vỡ thế độc đạo về giao thông đường bộ, nên huyện Lục Yên cũng như các xã đã xây dựng kế hoạch vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, cây cối và tổ chức ngày cùng dân, mở rộng hành lang giải phóng mặt bằng tuyến đường liên xã. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển của người dân. Nhờ đó, 100% hộ dân đã đồng thuận hiến đất để mở rộng tuyến đường. Qua khảo sát, tổng số diện tích cần giải phóng và nhân dân đăng ký hiến là gần 100.000 m2 đất các loại, trên 24.000 cây cối, trên 6.000 m đường rào xây và trên 400 m2 sân bê tông, trụ cổng để mở rộng nền đường lên hơn 7 m. Nhiều hộ đã tự nguyện cắt bỏ tường xây, mái nhà, đập cổng, hàng rào bê tông kiên cố mà không đòi hỏi đền bù hay hỗ trợ gì. Được mở con đường rộng như thế này thì bà rất phấn khởi. Thế bà có đất ở mặt đường, bà cũng cống hiến để đời con đời cháu sau này đi học hành cho nó tiện, có phương tiện đi lại nó dễ dàng. Trước sự đoàn kết chung sức đồng lòng của người dân và cấp ủy chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định đầu tư nguồn vốn để thực hiện mở rộng nâng cấp tuyến đường với quy mô đường cấp 4 miền núi, dự kiến khởi công trong tháng 11 năm 2021. Đây là một tuyến đường phải nói là rất quan trọng mà nhân dân chúng tôi rất ao ước từ bao đời nay rồi. Đấy, rất ao ước. Thế mong làm sao mà tới đây mà được cái cầu nữa thì quá tuyệt vời. Trước tiên thì ban chỉ đạo của xã thì cũng đã họp và quán triệt cán bộ đảng viên là phải người gương mẫu đi đầu trong cái phong trào này. Chỉ trong thời gian ngắn nữa, tuyến đường liên xã Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh sẽ được mở rộng, được xây dựng kiên cố khang trang, sẽ giúp cuộc sống của người dân nơi đây dần được thay đổi, góp phần nối dài những con đường ý đảng lòng dân và mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho vùng đất ngọc Lục Yên. Hiện nay, tại một số địa phương phía tây của tỉnh, nhiều phương tiện xe mô tô, xe máy, sau khi bị lực lượng chức năng xử lý, chủ phương tiện đã không đến nhận, gây khó khăn cho công tác quản lý bảo quản. Tại kho tạm giữ của đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái ở thị xã Nghĩa Lộ, hiện đang giữ khoảng 300 phương tiện xe máy các loại. Còn tại bãi tập kết xe vi phạm của công an huyện Văn Chấn cũng đang có gần 200 xe máy các loại đang chờ xử lý. Tình trạng các chủ phương tiện bỏ xe sau xử phạt khá phổ biến, do số phương tiện nhiều không có nhà kho, nhiều xe đã hư hỏng do phơi nắng mưa. Các lỗi vi phạm của các chủ phương tiện là sử dụng nồng độ cồn, sử dụng ma túy, lạng lách đánh võng, xe không có đầy đủ giấy tờ, xe gian. Theo Nghị định 100, những lỗi này sẽ bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Do đó, nhiều chủ phương tiện không chấp hành thời hiệu xử phạt đã bỏ phương tiện, gây khó khăn trong việc xử phạt, quản lý, bảo quản. Theo quy định, sau 12 tháng, lực lượng chức năng thông báo đến chủ phương tiện vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chủ xe không đến nhận hoặc phản hồi, thì đề nghị các cơ quan nhà nước tiến hành các thủ tục thu hồi và tiến hành đấu giá. Đảm bảo an ninh trật tự có vai trò rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Một trong những giải pháp được tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện để làm tốt công tác này là xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 850 mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gần 560 tổ an ninh nhân dân và trên 200 tổ an ninh xung kích với hàng nghìn thành viên tham gia. Các mô hình đã từng bước đi vào chiều sâu, huy động tính sáng tạo ở cơ sở, nhân lên sức mạnh đoàn kết của tập thể và cá nhân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cấp ủy chính quyền cơ sở đã quan tâm chỉ đạo tổ chức củng cố xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình của địa bàn cơ sở, góp phần phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế và thực hiện tốt tiêu chí 19.2 về an ninh trật tự trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh Yên Bái về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021. Hiện cuộc thi đang thu hút sự tham gia tích cực của các cán bộ, viên chức, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 được triển khai trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh.
với nội dung chủ yếu là tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính, đặc biệt là chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để tổ chức thành công cuộc thi, VNPT Yên Bái với trách nhiệm là đơn vị cung cấp vận hành phần mềm cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính năm 2021, đảm bảo thông suốt, an toàn, nhanh chóng và tiện lợi cho người tham gia. VNPT Yên Bái cũng đã chỉ đạo sát sao các cán bộ công nhân viên, cán bộ kỹ thuật thực hiện lập trình và xây dựng ngay phần mềm cho phía đảng ủy khối đáp ứng được với số lượng người dùng truy cập cao nhất, đồng thời cũng tăng cường công tác an toàn bảo mật cho hệ thống máy chủ, hệ thống tường lửa, đảm bảo hệ thống có thể hoạt động thông suốt. Để cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai rộng rãi đến tất cả các cơ quan đơn vị, đoàn viên công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Liên đoàn tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi và vận động công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi, đồng thời và gửi cái điều lệ của cuộc thi tới các cấp công đoàn để tham gia cuộc thi. Với sự chung tay vào cuộc tích cực của các đơn vị liên quan, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan đơn vị trong triển khai chỉ đạo đôn đốc các cán bộ đảng viên công chức viên chức trên địa bàn toàn tỉnh tham gia cuộc thi. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có trên 35.850 lượt người ở tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia thi. Chúng tôi đã tìm tài liệu, nghiên cứu và có tổ chức phần thi khảo sát. Toàn bộ cán bộ công chức của đơn vị cũng nhận thức được hơn về tầm ý nghĩa của công tác cải cách hành chính nhà nước. Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh Yên Bái về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, từ đó đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đảng ủy khối, các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính, trung tâm phục vụ hành chính công cảm thấy rằng đây là một cái chương trình rất ý nghĩa, giúp cho cái việc mà tuyên truyền của tỉnh đến cán bộ công chức, nhân viên và người lao động và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiểu hơn về công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh trong những năm qua. Thông qua cuộc thi, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh Yên Bái về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Từ đó, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hạnh phúc và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Bắt đầu triển khai từ ngày 11 tháng 10 và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Căn cứ kết quả chung cuộc của 4 tuần thi, Ban tổ chức cuộc thi sẽ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong triển khai thực hiện cuộc thi. Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao phần thưởng tại phần thi sáng kiến cho thí sinh có đề xuất sáng kiến thực hiện cải cách hành chính. 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt 5K, gồm khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.